phi công giỏi nhất Ukraine thiệt mạng khi tiêm kích F-16 rơi. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin nói rằng, một phi công Ukraine dường như đã thiệt mạng sau khi tiêm kích F-16 do người này điều khiển bị rơi. Trong một buổi họp báo ngày 27 tháng 8, ông Zelensky cho biết các tiêm kích F-16 của nước này đã được huy động để bắn rơi tên lửa Nga trong cuộc tấn công hôm 26 tháng 8. Máy bay F-16 cho thấy kết quả rất tốt. Chúng tôi đã đẩy lùi một số tên lửa và máy bay không người lái bằng máy bay F-16 trong cuộc tấn công lớn này. Và chúng tôi biết ơn các đối tác đã cung cấp cho chúng tôi máy bay F-16. Tất nhiên, điều này là không đủ. Chúng tôi chỉ có một số ít máy bay và chúng tôi phải đào tạo thêm các phi công, ông cho hay. Điều ít được chia sẻ nhất là phi công giỏi nhất Ukraine thiệt mạng khi tiêm kích F-16 rơi. Vào ngày 26 tháng 8, Nga đã phóng 236 UAV và tên lửa vào Ukraine. Lực lượng phòng không của Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 máy bay không người lái tấn công. Tuyên bố của ông Zelensky hôm thứ Ba đã xác nhận các thông tin trước đó rằng những máy bay F-16 đầu tiên sẽ được sử dụng cho mục đích phòng không thay vì tấn công các mục tiêu trên bộ của Nga. Trước đó, các nước NATO đã cam kết cung cấp cho quân đội Ukraine ít nhất 60 tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất vào cuối năm nay. Vào đầu tháng 7, chính phủ Hà Lan thông báo quá trình chuyển giao các máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên trọng lượng 24 chiếc sắp diễn ra. Tháng trước, Ukraine đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do phương Tây viện trợ. Tuy nhiên, Nga cảnh báo những máy bay này không thể xoay chuyển tình hình và sẽ bị bắn hạ. Những máy bay F-16 xuất hiện và sẽ bị bắn hạ. Tất nhiên, những đợt chuyển giao loại tiêm kích này sẽ không gây được tác động đáng kể nào đến cục diện chiến trường. Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng tôi đã công bố phần thưởng cho lực lượng nào của Nga bắn hạ F-16, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với AFP hồi tháng 5 rằng Ukraine cần tới 130 chiếc F-16 để đảm bảo sự cân bằng trên không với Nga. Nhưng các nước phương Tây cho đến nay vẫn không cam kết cung cấp đủ cho Moscow số lượng này và không phải tất cả đều sẽ đến cùng một lúc. Cùng diễn biến sự việc, theo một nguồn tin quân sự Ukraine rằng phi công hàng đầu của Ukraine, ông Oleksiy Mey đã thiệt mạng trong vụ rơi tiêm kích F-16. Vụ việc xảy ra khi ông Mey tham gia nhiệm vụ đẩy lùi cuộc tấn công trên không lớn nhất từ trước đến nay của Nga nhằm vào Ukraine. Trong quá trình tiếp cận mục tiêu, chúng tôi đã bị mất liên lạc với một trong những tiêm kích F-16 đã xuất kích. Sau đó mới biết hóa ra là máy bay đã bị rơi, phi công đã tử nạn, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết. Lực lượng phòng vệ Ukraine không tin rằng lỗi của phi công là nguyên nhân gây ra sự cố, nguồn tin cho biết thêm. Vụ tai nạn đang được điều tra và các chuyên gia quốc tế sẽ được mời tham gia vào cuộc điều tra. Theo CNN, cái chết của phi công là một đòn giáng mạnh vào Ukraine. Những chiếc F-16 đầu tiên chỉ mới đến chiến trường Kiev vào đầu tháng này và ông Mey là một trong số ít phi công được đào tạo để lái chúng. Trước đó, hôm 27 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tiêm kích F-16 đã được sử dụng để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào một ngày trước đó. Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 UAV Nga trong tổng số 127 tên lửa và 109 UAV mà các lực lượng Moscow đã phóng. Ukraine đã nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào đầu tháng 8. Theo truyền thông, cho đến nay chỉ có 10 chiếc F-16 đã bàn giao cho Kiev. Trước đó, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ đã hứa gửi ít nhất 79 chiếc F-16 cho Ukraine. Kiev lấy tin tình báo phương Tây để lập kế hoạch tấn công Kursk. Hôm 29 tháng 8, Phó Đô đốc Frank Wigwood, Giám đốc Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia Mỹ, NGA, thừa nhận Ukraine có quyền truy cập vào hàng loạt hình ảnh vệ tinh thương mại để lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga. Tuyên bố của ông Wigwood được đưa ra sau khi tờ New York Times hồi tuần trước cho hay Mỹ và Anh đã cung cấp cho Ukraine hình ảnh vệ tinh và các thông tin khác về vùng Kursk. Sau đó, Kiev đã điều động hàng nghìn binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng đột vào vùng biên Nga hôm 6 tháng 8. Theo New York Times, thông tin tình báo không chỉ giúp Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, mà còn cho phép các chỉ huy Ukraine theo dõi tốt hơn lực lượng tiếp viện của Nga nhằm ngăn bị tấn công hoặc cắt đứt tuyến đường rút về Ukraine. Ông Wigwood cho rằng, các nguồn tin của New York Times đã đề cập đến hình ảnh vệ tinh thương mại mà Mỹ cho phép Ukraine truy cập suốt nhiều năm thông qua một cổng thông tin do công ty vũ trụ Maxar vận hành. Lâu nay, Moscow coi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga. Theo giới chức Nga,
mức độ can dự hiện thời của Mỹ và các thành viên NATO khiến họ trở thành các bên tham gia xung đột. Ukraine dồn nguồn lực cho cất, 50 tỷ USD từ tài sản của Nga vẫn chưa xã đông. Theo thông tin từ báo Người Lao Động và Bloomberg đưa tin, các quan chức Ukraine đang lo ngại liên quan đến việc giải quyết thỏa thuận liên quan đến tài sản của Nga đang bị đóng băng. Các quan chức Ukraine đang tỏ ra rất lo lắng về sự chậm trễ trong việc hoàn tất thỏa thuận này. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của họ. Nếu thỏa thuận này được hoàn tất, nó sẽ mở khóa số tiền khổng lồ lên đến 50 tỷ USD thông qua việc khai thác lợi nhuận từ các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, RCB, hiện đang bị đóng băng. Đây là một phần của thỏa thuận được nhóm G7 thông qua hồi tháng 6 năm 2024. Theo dự kiến, số tiền này sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị trì hoãn do yêu cầu từ phía Mỹ. Chính quyền Washington đang bày tỏ sự lo ngại về việc Liên minh châu Âu-EU cần phải gia hạn lệnh đóng băng tài sản của Nga mỗi 6 tháng một lần, cùng với các lệnh trừng phạt mở rộng nhắm vào Moscow. Một quan chức cấp cao của Mỹ đã tiết lộ rằng Washington mong muốn có sự đảm bảo từ các đồng minh rằng tài sản của Nga vẫn sẽ bị phong tỏa cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình công bằng và Moscow phải bồi thường thiệt hại do cuộc xung đột gây ra. Điều này có nghĩa là Mỹ đang tìm cách đảm bảo rằng tài sản của Nga không được giải phóng cho đến khi một thỏa thuận hòa bình bền vững đạt được và các yếu tố bồi thường được thực hiện. Ngoài ra, Hungary cũng đang ngăn chặn việc chuyển tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine, làm gia tăng thêm mức độ phức tạp của vấn đề. Số tiền này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ukraine, đặc biệt khi cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm và tình hình quân sự đang rất căng thẳng. Kiev hiện đang cố gắng ngăn chặn sự tiến công mạnh mẽ của Nga ở phía đông và chuyển hướng tài nguyên sang mặt trận mới tại khu vực Kursk, phía tây nước Nga, sau một cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 6 tháng 8 vừa qua. Ukraine hiện đang kêu gọi các bên liên quan phải đưa ra quyết định vào tháng 9 trong bối cảnh Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cần đảm bảo rằng các yêu cầu ngân sách của Kiev được đáp ứng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu vào ngày 21 tháng 8 rằng "Chúng tôi cần một cơ chế thực sự, các cuộc thảo luận đã kéo dài quá lâu và giờ đây chúng tôi cần một quyết định cụ thể." Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu đã cho biết rằng công việc liên quan đến vấn đề này vẫn đang được tiếp tục và sẽ cần thêm nhiều cuộc thảo luận trong những tuần tới. Các đồng minh của Ukraine đã đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga. Phần lớn số tài sản này được nắm giữ tại châu Âu sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm 2022. Phương Tây đã kêu gọi việc sử dụng số tiền này để bồi thường thiệt hại và hỗ trợ tái thiết Ukraine sau cuộc xung đột. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đưa ra một lời kêu gọi quan trọng vào ngày 23 tháng 8 khi ông thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi lại và đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh ông Modi đang có chuyến thăm tới Kiev. Ông Modi đã nhấn mạnh rằng con đường dẫn đến giải pháp chỉ có thể được tìm thấy thông qua đối thoại và ngoại giao. Chúng ta nên tiến hành theo hướng đó và không nên lãng phí thời gian. Cả hai bên cần ngồi lại với nhau để tìm ra cách giải quyết cuộc khủng hoảng này. Ông Modi cũng cam kết rằng Ấn Độ sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong mọi nỗ lực hướng tới hòa bình, thậm chí cá nhân ông sẵn sàng tham gia vào quá trình này. Sau chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ấn Độ, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ sự đánh giá cao về cam kết của Ấn Độ, nói rằng điều quan trọng đối với chúng tôi là Ấn Độ vẫn cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và ủng hộ chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi.